cùng lúc làm nhiều thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm, nhưng ông Đỗ Hoài Năng cũng chỉ cần mang theo duy nhất một loại giấy tờ, đó là căn cước công dân. Bỏ hộ khẩu giấy là rất là thuận lợi, nó đơn giản và nó không phải gồng gánh nhiều thứ. Làm thì chỉ mang mỗi cái căn cước công dân thôi. Thế còn trình ra làm tất cả mọi việc rất thuận lợi. Với những người đã lâu không về nước như chị Dương thì lại càng cảm nhận rõ sự khác biệt, thuận tiện khi làm thủ tục hành chính. Lần trước thì phải mang theo hộ khẩu, rồi mang theo rất là nhiều những cái giấy tờ khác nữa. Nhưng mà từ khi mà ra cái căn cước công dân ấy có gắn chip ấy thì chỉ cần mang mỗi căn cước công dân của bố và mẹ, có nghĩa là của mình và chồng mình, tất cả là làm trên máy móc ấy, là có thể lưu trữ được dữ liệu ấy, thuận tiện, nhanh gọn và cảm thấy nó chính xác. Quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân và cả cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện hơn 260 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc thiếu đồng bộ giữa các thủ tục hành chính, giữa các ngành với nhau và các hệ thống phần mềm đã gây khó khăn cho cán bộ thực hiện. Thì về cơ bản là cũng nhận được cái thông tin khá là chính xác của trên căn cước công dân. Tuy nhiên còn một vài trường hợp mà do công dân người ta chưa cập nhật và người ta chưa làm được. Thì cái đấy là cái khó khăn. Công dân chưa xác thực định danh điện tử, chưa có cái dữ liệu trên phần mềm quốc gia về dân cư ấy, thì chúng tôi không truy cập, không kiểm tra được thông tin đó. Phải xác minh về bên cơ quan công an cũng như là đề nghị người dân phối hợp để mà cung cấp thông tin thêm. Một số giải pháp đã được các ngành địa phương của Hà Nội tích cực triển khai để thực hiện nghiêm quy định không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và giấy xác nhận cư trú, cũng như tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Tuy nhiên, những khó khăn phát sinh cần sớm được tháo gỡ. Chúng tôi cũng đề xuất là cổng dịch vụ công mới của Hà Nội được tích hợp các cái chức năng để kết nối với dữ liệu dân cư một cách đồng bộ. Thứ hai là làm sạch dữ liệu dân cư để không để xảy ra cái trường hợp truy xuất dữ liệu sai hoặc nhầm lẫn. Không làm cái căn cước gắn chip cũng như cài cái định danh điện tử mức 1, mức 2 thì đương nhiên người dân đi giao dịch sẽ gặp khó khăn. Chính vì thế nên là chúng tôi cũng đã phải huy động đoàn thanh niên, phụ nữ cũng như toàn bộ hệ chính trị của phường vào tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân. Việc chưa cài đặt, cập nhật dữ liệu định danh điện tử chính là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống thiếu đồng bộ, ảnh hưởng công tác truy xuất dữ liệu khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, Công an Hà Nội đang tích cực tuyên truyền vận động người dân cài đặt ứng dụng VNEID của Bộ Công an và cập nhật dữ liệu định danh điện tử.